Người ta nói yếu thì đừng ra gió, nhưng hóa ra có khỏe ở mức siêu to khổng lồ cũng vẫn bị gió quật. Siêu tàu Ever Given chắc chắn thấm thía điều này. Sau gần 7 ngày, cuối cùng thì đến đầu tuần qua, con tàu cũng đã vượt cạn thành công. Dĩ nhiên, không phải nhờ đến Kong và Godzilla đến giải cứu, cũng chẳng bằng cách mộng mơ như trong hoạt hình là dùng đến bóng bay, hay theo ý tưởng của dân Photoshop là vẽ thêm một cái kênh mới. Cuộc giải cứu siêu tàu đến từ chính sức người, với sự may mắn ngẫu nhiên là thủy triều của ngày siêu trăng. Kính chào quý vị. Phải mất rất nhiều phép so sánh mới hình dung được là Ever Given khổng lồ thế nào. Như là nó cao hơn cả chiều cao của tháp Eiffel, sức nặng thì bằng 20 cái tháp đó cộng lại, và chiều dài thì bằng 4 cái sân vận động. Điều đáng nói là kích thước của con tàu trên không phải là điều gì cá biệt, bởi to ra đang là xu hướng nhằm tối đa hóa lợi nhuận của ngành vận tải. Chỉ đến khi xảy ra vụ tắc đường tỷ đô tại Suez thì chúng ta mới thấy hóa ra to hay là hoành tráng không phải lúc nào cũng tốt. Lại thích đi đường tắt thì mọi thứ còn phức tạp hơn. Quý vị đang theo dõi một điểm tuần của Chuyển động 24 giờ. Với những cái đầu kinh doanh bậc thầy thì sự cố của Ever Given tin chắc là không ngoài dự tính của họ. Chẳng qua là sau khi tính toán mọi bề thì họ vẫn chấp nhận một phần rủi ro và chơi lớn bằng những siêu tàu. Bởi cuộc đua kiếm tiền ở mọi lĩnh vực cũng y như thi đấu thể thao vậy, ngày càng nhanh và lắm quái chiêu hơn. Tuần vừa rồi thì có nhiều ví dụ như vậy. Như là có ai nghĩ chỉ một buổi livestream trong vòng 12 tiếng đồng hồ của một người đàn ông tên Sinba đã bán được tới 300 triệu đô la Mỹ tiền hàng, nhiều hơn doanh thu của cả năm 2012 của trung tâm mua sắm Times Square, điểm bán hàng xa xỉ bậc nhất ở Hồng Kông, Trung Quốc. Hay là cách một nhà thiết kế người Nhật kiếm tiền bỏ túi 2 triệu nhân dân tệ, tương đương với 7 tỷ đồng Việt Nam, khi mà vẽ lại logo cho hãng điện tử Xiaomi. Đơn giản là chỉ từ bo vuông sang bo tròn. Cũng chia sẻ thêm rằng khi nhìn thấy cách thiết kế này thì mấy kỹ sư đồ họa của Chuyển động 24 giờ cũng đề xuất mấy mẫu logo mới với hy vọng làm giàu không khó. Thực ra ai có kiến thức marketing thì cũng đều hiểu rằng 7 tỷ đồng không phải là cái giá để trả cho cái mẫu logo mới, mà là để cho xã hội tự lan truyền câu chuyện hài hước về nó. Thương hiệu của hãng tất yếu sẽ càng nổi hơn. Nhưng mà dĩ nhiên không phải lúc nào cứ vống giá lên đến mức khôi hài là cũng thành công. Như trên một trang thương mại tại Nhật, một tờ tiền cũ 1.000 đồng của Việt Nam bất ngờ được giao bán với giá gần 140 triệu đồng. Với lời quảng cáo, đây là vật quý hiếm mang tính nghệ thuật cao của một nhà sưu tầm. Trường hợp này nếu thực sự có vô tiền tệ, chuyên định giá tiền số đẹp cũng khó giải thích. Cách lý giải đơn giản nhất là theo một thuyết trong giới đầu tư, tạm dịch là lý thuyết về kẻ ngốc hơn. Khi mà bạn là một thứ bị coi là dại dột nhưng hy vọng sẽ tìm thấy kẻ dại dột hơn. Mặc dù thuyết này vốn bắt nguồn từ thị trường chứng khoán, nhưng giờ nó lại hiện hữu ở nhiều mặt hàng. Vâng, một trong số những mặt hàng đó cũng đã hiện hình, đó là lan đột biến. Và thêm một lần nữa thì chúng tôi phải nhắc tới loại cây cảnh này. Khi mà tuần qua lại có thêm một vụ mua bán lan đột biến tên là hồng bồng lai, có chiều cao là 7 cm, giá 1,65 tỷ đồng tại Nghệ An. Chỉ dài bằng ngón tay trỏ thôi, mới nhú 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái lá, mà giá trị cũng bằng, chắc cũng ngang bằng cả cái căn nhà đang giao dịch. Nhiều người dân thôn quê thì chắc cũng chưa bao giờ được thấy máy đếm tiền chạy tạch tạch ngay trước mắt lâu đến thế. Sau khi những hình ảnh này thì được đăng tải trên mạng xã hội, cán bộ thuế địa phương cũng đã đến lập biên bản và đang tìm hiểu. Đột biến trong tiếng Anh là mutation. Và trong phim ảnh người ta vẫn gọi các X-Men, những người có siêu năng lực là mutant. Nhưng ngoài điểm chung là những cái tên nghe rất kêu, thì lan đột biến không phải là thứ gì kỳ diệu và kinh khủng như là các X-Men. Thực tế thì các nhà khoa học hiện đều khẳng định là việc làm một cây lan đột biến bằng các phương pháp nhân tạo dễ và rẻ. Dĩ nhiên, nếu quý vị nào muốn chơi lan đột biến hệ tiền tỷ vì đam mê thì là một nhẽ. Còn nếu để đầu tư hay là lướt sóng vào lan đột biến thì cần canh chừng khi mà nó có biến. Tránh việc bỏ tiền vào lan đột biến trở thành con đường dẫn đến đột quỵ. Cần lưu ý rằng, đến thời điểm này thì theo các cơ quan chức năng, đa số những giao dịch lan tiền tỷ chỉ dừng ở lời quảng cáo của các nhà vườn. Mà quảng cáo trên mạng xã hội giờ đáng tin ở mức độ nào
thì đây sẽ là một dữ liệu để tham khảo. Cái khối u của mình nó to ấy, mình còn sờ hẳn được ấy, nhưng bây giờ thì nó xẹp hẳn, sờ không thấy. Đây này, giấy siêu âm của mình đây này, đây nhỏ lại còn có 10 mm thôi. Niềm vui nó vỡ òa ấy, sao lại có cái phương pháp mà có thể điều trị tốt như thế. Quý vị có tin vào những lời quảng cáo kiểu vậy không? Nếu có thì nhất định quý vị phải xem những gì diễn ra đằng sau những thước phim này. Đến đúng quặng khuôn thì đau nhỉ? Đau miệng đau đi chị. Ngồi xuống đau 3 giây. Chị ơi, lại cho em một phát nữa. Rồi chị ơi, đau đi. Rồi đau bụng ạ. Trông khổ đấy. Cảnh này về làm đen trắng nhá, tối dần đấy. Nếu có sự đồng cảm nào đó vì cho rằng đây chỉ là cảnh tái hiện thì hãy khoan, vì tái hiện phải dựa trên thực tế, còn những điều này hoàn toàn không có thật. Người này không bị u cổ tử cung, ngay đến cái tên tự giới thiệu cũng không phải là của mình. Nhưng tại vì trong giấy khám của em để tên cúc buồn. Câu chuyện cứ thế được thêu dệt theo kịch bản có sẵn. Hơn một năm nay thì mình cũng đã thả bầu rồi, nhưng mà cũng không có bầu. 6 năm rồi, 6 năm lấy chồng mà chưa có con. Còn thực tế thì... chị có mấy người? Hai người. Các bạn mấy tuổi? Con chị là một cháu rồi, cháu 6 tuổi. Chết mẹ ơi, không ai ký à? Tôi nhỉ? Không ai ký à? Ủa tổ lúc lại có ký không? Thì nghĩ không ký. Tôi đâu ký chứ. Con ký phát đạo. Trong chớp mắt, những tờ giấy lộn được hợp thức hóa thành bệnh án bằng chữ ký của bác sĩ mạo danh. Những diễn viên cứ thế diễn tròn vai mà không ngại ngùng về những lời nói dối của mình. Cô hết bệnh mà cô cười tươi nha. Cười tươi lắm, cô cười tươi lắm. Vâng, nhà tôi 3 đời làm truyền thông mà đến giờ cũng không biết gọi những thước phim được sản xuất theo kiểu này sẽ được gọi là clip quảng cáo hay là tin giả. Nếu xét ở góc độ quảng cáo thì nó cũng là một dạng đột biến, nhưng mà sẽ tùy biến với đối tượng khán giả. Bởi người làm quảng cáo thì muốn người xem tin rằng đó là những tin tức, là những điều chân thực nhất. Nhưng nếu lỡ rơi vào mắt của cơ quan quản lý thì họ lại hy vọng đó sẽ lại là clip quảng cáo. Ai cũng biết là diễn đi mà. Người bình thường thì tham gia sao cho gần gũi, còn các KOL thì thể hiện sao cho chân thật. Như đoạn clip này là cảnh một người nổi tiếng chia sẻ về việc mình vừa đi khám định kỳ với hậu cảnh là bệnh viện phụ sản Hà Nội. Ai thấy gì chưa? Bệnh viện phụ sản Hà Nội. Hôm nay kiểm tra đây. Theo lời kể thì bệnh viện kết luận chị này bị u xơ tử cung và sản phẩm được quảng cáo đã giúp cho khối u tiêu biến chỉ còn bé bằng hạt vừng. Thế nhưng không hiểu nhầm lẫn thế nào mà phía bệnh viện cho biết là họ không có form mẫu bệnh án nào như là trong clip, cũng không có khoa nào là phòng khám 225 và cũng chẳng có bác sĩ nào tên giống như là trong đơn đang làm ở viện. Tan toàn bộ u xơ trong tử cung của Vân Dung. Sự chia sẻ sao cho giống người thật việc thật luôn là đòn tâm lý hiệu quả trong kỹ năng quảng cáo, nhất là đối với đối tượng khách hàng lại đặc thù là những người bệnh, những người có tâm lý mong manh nhất. Họ dễ trở thành nạn nhân của một kiểu kinh doanh tạm gọi là kinh doanh lòng tin. Tàn nhẫn nhất là nếu những người vốn được xã hội trao cho niềm tin bởi tính chất công việc của họ lại trở thành mắt xích để trục lợi chính niềm tin đó. Khi không thể không nhắc đến vụ việc gây chấn động tuần này tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, khi mà phòng điều trị thì trở thành động bay lắc, cán bộ bệnh viện thì dương tính với ma túy và bệnh nhân lại chính là kẻ buôn lậu, tàng trữ và sử dụng ma túy. Vị giám đốc bệnh viện, bác sĩ Vương Văn Tịnh thì không thể tĩnh lại một chút để trả lời báo chí về trách nhiệm của mình. Nhanh chóng đẩy việc phát ngôn cho vị phó giám đốc. Và vị phó giám đốc thì khẳng định mọi việc đều đúng quy trình. Chúng tôi cũng thấy là cũng chưa thấy có cái gì làm nó sai. Và đặc biệt là thời gian vừa rồi các cơ quan chức năng cũng đã đi rà soát và cũng nhắc nhở được từ tất cả các câu hồ sơ bệnh án và bổ sung giấy tờ rồi là các cái quy trình khám và thu dung quản lý và điều trị người bệnh cũng đã sát sao rồi. Kinh doanh lòng tin có thể là một món hời, nhưng nó cũng là thứ sản phẩm không bao giờ có khách nào mua đến lần thứ hai. Và nó cũng kéo theo sự rạn nứt niềm tin của con người và nhiều thứ khác trong cuộc sống. Tuần qua đã có lời cảnh báo từ việc là có thêm nhiều người phải nhập viện vì tin mua theo lời quảng cáo thuốc ba đời gia truyền. Thủ tướng cũng đã chỉ đạo kiểm tra, xử lý tình trạng loạn thần y tự xưng trên mạng xã hội.
nhưng sẽ chẳng có lời nhắc nhở hay là cảnh báo nào có thể ra giả bên tai quý vị nhiều được bằng chính những cái clip quảng cáo kia. Tốt nhất hãy tự bảo vệ sức khỏe của mình bằng những gì khoa học đã chứng minh. Và ai cũng biết, đơn giản nhất là tập thể dục chẳng hạn. Còn ai đang gặp các vấn đề về xương khớp, hỏi cho tôi cam kết chưa khỏi.